Chào mừng các em đã đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, chương 1 nhà ở của sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Ở chương nhà ở này, mình sẽ học vào 3 bài chính. Đầu tiên chính là khái quát về nhà ở, thứ hai là xây dựng nhà ở và thứ ba là ngôi nhà thông minh. Thì ngày hôm nay cô xin giới thiệu về bài đầu tiên, chính là khái quát về nhà ở. Vậy nhà ở là gì thì chúng ta cùng đi vào ngày hôm nay. Trong cuộc sống con người sẽ khó khăn như thế nào nếu như không có nhà ở nhỉ? Các con cùng cô trả lời câu hỏi trên nhé. Chúng mình sẽ đi vào phần 1 la mã, vai trò của nhà ở, vì sao con người cần phải có nhà. Thì qua các hình ảnh cô hiện trên slide của cô thế này đây, thì các con cũng đã hình dung được vai trò của nhà ở là như thế nào phải không? Là nơi gắn kết gia đình này, là nơi giúp chúng ta tránh được các thiên tai như là mưa, gió, là nơi giúp chúng ta có những giấc ngủ ngon, cũng như là nơi mình vui vẻ với bố mẹ sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi. Nó giúp cho chúng ta tránh được nắng mưa, được không ạ? Là nơi mà chúng ta sẽ trở về khi chúng ta rời xa gia đình của mình trong một thời gian dài chẳng hạn. Thì vai trò của nhà ở nó sẽ giúp cho con người chúng ta tránh được các tác động xấu của thiên nhiên và của xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình, và nó chính là một công trình được xây dựng với mục đích là giúp chúng mình để ở đấy. Cùng nhau đi vào phần 2 lớn, đặc điểm chung của nhà ở. Vậy nhà ở của chúng mình có những đặc điểm chung như thế nào? Có phải tất cả các căn nhà đều giống nhau hay không? Cô mời các con đi vào phần 2 la mã, đặc điểm chung của nhà ở. Sau đây cô xin giới thiệu cấu tạo chung của một ngôi nhà gồm 7 thành phần chính. Các con hãy cùng nhau cùng với cô điền các thành phần chính của ngôi nhà này nhé. Số 1 đó chính là móng nhà, số 2 là sàn nhà, số 3 là khung nhà, số 4 là mái nhà, số 5 là cửa chính, số 6 là tường nhà, số 7 là cửa sổ. Đây là cấu tạo chung của một ngôi nhà, gọi là đặt những cái đặc điểm chính của một căn nhà cần phải có. Và chúng ta đi vào cấu tạo chung của ngôi nhà. Các con cùng nhau ghi bài vào vở là nhà thường được bao gồm các phần chính là móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ. Vậy trong ngôi nhà của chúng mình cần phải bố trí như thế nào? Thì mình đi vào phần 2 nhỏ, cách bố trí không gian nhà ở. Bây giờ cô mời các con hãy kể cho cô nghe các căn phòng trong một ngôi nhà. Nó là phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, phòng sinh hoạt, nhà vệ sinh, phòng bếp, hoặc là có thể nhắc đến đó chính là phòng thờ cúng ông bà, phải không? Có rất là nhiều trong một căn phòng như thế, và chúng ta sẽ bày trí nó như thế nào? Sau đây cô sẽ giới thiệu một vài căn phòng. Số 1 là gì đây? Số 1 chính là phòng khách. Phòng khách sẽ có chức năng là gì nhỉ? Thì chính là nơi mình tiếp khách, nơi mình sẽ sinh hoạt cả gia đình của mình ở trong các căn phòng này. Thứ hai là phòng bếp. Ở phòng bếp này là nơi mình gắn kết các bữa ăn, mình sẽ chế biến các bữa ăn để cho tăng thêm tình đoàn kết của gia đình và giúp cho chúng mình có một sức khỏe tốt sau những món ăn ngon. Và phòng ngủ là phòng mà nơi mình thư giãn, mình có một giấc ngủ thật ngon sau những ngày học tập thật là mệt mỏi hoặc là những ngày làm việc vất vả. Và cuối cùng là số 4 là hình ảnh của một chú bé, cậu bé đang ngồi trong một căn phòng nhà vệ sinh, phải không? Rồi, thì hai nhỏ các con ghi bài vào vở cách bố trí không gian bên trong. Nhà ở thường được phân chia thành các khu vực chức năng như khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh. Và nhà ở còn mang tính vùng miền phụ thuộc vào các yếu tố địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hóa xã hội. Bởi vì là không phải ngôi nhà ở đâu thì cũng giống nhau hết. Tùy tùy vào khu vực mà chúng mình đang ở thì cách bố trí sẽ khác nhau nha các con. Và nơi chúng mình sống thì thường có những kiểu nhà gì nhỉ? Ví dụ như ở Hội An thì có kiểu nhà khác, ở Đà Nẵng thì có kiểu nhà khác, hay ở Sài Gòn thì chúng mình sẽ có những kiểu nhà khác, hay ngoài Hà Nội hay là về Nghệ An chẳng hạn, thì mỗi vùng miền hay có thể là lên Tây Nguyên
thì sẽ có những ngôi nhà khác nhau. Vậy thì chúng mình sẽ có những kiểu nhà nào? Thì mời các con đi cho cô phần 3 nhỏ, kiến trúc nhà đặc trưng của Việt Nam. Các con có thấy trên hình ảnh của cô, đó chính là một ngôi nhà sàn. Thì hình ảnh nhà sàn khi nhắc đến, chúng mình sẽ nhớ đến những câu chuyện ngày xưa của bà hay những câu chuyện của các dân tộc miền núi, phải không? Những anh em cùng với chúng mình đấy. Vậy, có con có thể kể cho cô nghe một vài loại nhà tại của Việt Nam hay không? Sau đây cô xin giới thiệu một vài kiểu nhà đều ở Việt Nam của chúng ta. Đầu tiên cô sẽ giới thiệu về nhà ở nông thôn. Ngôi nhà ở nông thôn thì khu vực chức năng thường được xây cách biệt. Gian nhà được phân chia thành các hệ thống tường hoặc là cột nhà. Các con cùng ghi nội dung này vào vở nhé. Nhà ở nông thôn thì thường thấp và chia các ngăn với nhau bằng bởi các cột hoặc là các vách tường ngắn. Và người ta sẽ chia các khu vực, ví dụ khu vực thờ cúng là một cái ngôi nhà riêng chẳng hạn, nhà cao hơn thì hay gọi là nhà trên và nhà dưới. Nhà dưới là khu vực bếp. Ngôi nhà ở thành thị, nhà ở thành thị thì có hai dạng. Đầu tiên đó chính là nhà ở mặt phố và thứ hai là ngôi nhà cao tầng, thứ này là nhà ở chung cư. Thì nhà ở mặt phố thì người ta sẽ tận dụng không gian chiều cao để tiết kiệm đất và dùng mặt tiền để kinh doanh. Thì nên chúng ta mới xây nhà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tầng gì đó, tùy vào cái gia đình của mình. Còn nhà ở chung cư thì mình thiết kế các căn hộ và không gian chung cư, khu để xe và khu sinh mua bán, khu sinh hoạt cộng đồng là chung. Còn đến căn phòng của mình thì là riêng, còn những cái khu đó thì là chung với nhau. Các con cùng ghi phần chỗ này vào vở nhé. Và ngoài ra thì có các nhà ở các khu vực đặc thù như lúc đầu cô giới thiệu, đầu tiên chính là nhà sàn, thứ hai là nhà nổi. Nhà sàn thì nhà được xây dựng các cột ở phía dưới mặt đất. Các cột này đó, thì thường là nó sẽ mục đích là chống lại, bởi vì những khu vực này thường thường sống ở những ven núi đó, thì nó sẽ có các loài động vật hoang dã, thì người ta xây nhà sàn để hạn chế việc sự động vật hoang dã xâm nhập vào trong nhà. Thứ hai là nhà nổi, thì nhà nổi là nhà được xây dựng phía dưới là hệ thống phao hoặc là dùng để nổi, và nhà cái này có thể di động hoặc là cố định. Nó thường sống ở trên những mặt sông hoặc mà những cái đồng bằng mà ngập nước. Sau đây cô sẽ cho các con củng cố nhà này thì thuộc kiểu nào đây? Chính là nhà sàn phải không nào? Phần số 1 được gọi là mái nhà. Phần số 2 thì sẽ được gọi là gì? Tường nhà. Phòng này là phòng gì đây? Chính xác, nó chính là phòng ngủ. Và ngôi nhà này thì được gọi chính là nhà chung cư. Nếu như các con có thể đăng nhập vào cái class point của cô là 661-4949 thì mình có thể vẽ một căn phòng khách mà mình mong muốn chẳng hạn. Thì bài giảng ngày hôm nay của cô sẽ dừng lại tại đây. Chúc các con tìm hiểu tốt hơn trong những bài giảng sau của cô nhé. Cô chào và hẹn gặp lại các con.